Ngôi nhà hợp hôm nay chiều thứ sáu ở miền Bắc California. Giờ là 8:20 sáng, 8:20 tối ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì xin kính chào các quý vị, các bạn, các cô, các chú, các bác. Âm thanh nghe ok ha. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rảnh rỗi, không có đi tiệc tùng, lên đây ngồi hàn huyên với quý vị vui hơn. Chuyện tình hình thế giới thì gần đây thì cũng không có gì náo động, chỉ con cái là ở trên cái kia vậy, không có muốn tiếp tục đánh nữa, muốn nghe với Ukraine giảng hòa. Đó là cái phần bên đó để cho bớt sự chết chóc. Bởi giờ là Putin làm một bài học quá lớn cho những người, những nước độc tài, những nước tham, học một bài học rồi. Thì để mà mai mốt không còn những nước không còn hung hăng nữa, ở Biển Đông mình á, bữa nay có người đệ tử tên Khang tặng hai cái đèn, thì cảm ơn anh Khang thử cái đèn luôn. Bên Á Châu Trung Cộng chỉ là tạm quản chứ chưa có phải là nhưng thì mai mốt sẽ tới bên bển. Thì đại khái hôm nay thôi thì đọc thơ, đọc một chút đi rồi mình nói chuyện sau, rồi mình đọc comment sau. Thì cái thơ này á của mấy vị thì có nói hoài, nó cũng là vòng vòng mấy cái chuyện chiến tranh thứ ba, Phật kia là xuất hiện, rồi những Phật thánh tiên ngay trên ba tấc trên đỉnh đầu mình. Gần đây ở núi Thiên Sơn có nhiều quý bác quý anh chị ghé thăm viếng, thì chị cũng rất là hoan hỷ, cảm ơn các vị đến thăm. Thôi để chị đọc thơ rồi chút mình nói chuyện thêm. Đọc thơ nha. Mấy cái thơ này lúc trước chị có đọc rồi, nhưng mà hôm nay chị đọc lại. Lại có một số người mới biết cái kênh chị, cho nên chị đọc lại để cho mấy người mới nghe, dòng thời chắc bữa giờ nghe rồi cũng quên, cho nên đọc luôn. Thơ này là của một số của Đức Thầy, một số của các chi viện khác, nhiều lắm. Mà những thơ này ra đời khoảng năm 1980, tức là thập niên 1980, cách đây khoảng 40 năm về trước. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, thân quan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Đó, tiếng sấm sắp nổ rồi đó. Thất tướng chừng quỷ lộng sơn hà, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sen núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy hàng,
Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thiên ánh đạo vàng là đạo thiên tâm á. Để đọc cái hồi kia dễ thích. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị Miên Sang xâm lấn. Đó là miền Nam bị Miên Sang xâm lấn. Thì bữa nay Hussein nó ký Trung Cộng rồi đó.